searching for new stunning models who will lead the future of the modeling industry in Asia. The 2013 Asia New Star Model Contest and Asia Model Festival Awards, the largest of its kind in the Asian continent, were held to find fresh faces from all over Asia. A three-hour drive from Ho Chi Minh took us to a drama filming set where we met Nu Dao, the winner of the New Star Award at the 2012 Asia Model Festival Awards. We went to a drama filming set where we met Nu Dao, the winner of the New Star Award at the 2012 Asia Model Festival Awards. The director and the staff prepared for the shoot while Nu Dao was busy memorizing the lines. Nu Dao is fast becoming an iconic model and actress in Vietnam, and we could see her immense passion for acting on the film set. Nu Dao took part in the 2012 Asia Model Festival Awards as a representative of Vietnam and won the Model Star Award, which helped her gain more fame in Vietnam. Thực sự thì Thảo rất là chăm chỉ trong công việc và thứ hai nữa là rất là nghiêm túc. Về phần kỹ sức thì không có chuyện đó. Qua không biết phải nhận xét như thế nào, nghĩ là cái điều này để cho đạo diễn nhận xét, nhưng mà Quang nghĩ là Thảo rất là ok trong công việc. Nu Dao has become an iconic model in Vietnam, and she's expanding into other areas of the entertainment industry, including films and dramas. Her filmography includes Persaturawan and Rang Goi Trang Den. Riêng Phan Như Thảo, khi tôi casting thì tôi thấy là ánh mắt của Phan Như Thảo hợp với vai Hồng trong này. Trong bốn chị em, vai cô thứ ba là cô Hồng, thì Thảo có ánh mắt buồn và có một cảm xúc tốt. Tất nhiên Thảo cũng có những cái khuyết điểm vì Thảo không qua trường lớp, Thảo có thể nói hơi nhanh một chút. Nhưng mà sau một cái thời gian làm việc với tất cả ekip cũng như anh em bạn diễn chung thì Thảo cũng có giảm được cái tốc độ thoại nhanh. Nhưng mà cảm xúc Thảo luôn luôn lúc nào cũng đầy tràn và Thảo làm việc rất là nghiêm khắc và khoa học. Thảo hiện giờ thì cái vai của Thảo là đi được phân nửa đoạn đường của 30 tập phim. Tôi thấy Thảo làm việc tốt nhưng có kỷ luật. Không như người ta nói là người mẫu là chân dài, lượn lờ hay là đóng phim không tập trung. Tôi thấy là Thảo làm việc tốt. There's still room for improvement, but she's regarded to have infinite potential as an actress. Nó đã giúp cho Thảo có cơ hội nhiều hơn, có được nhiều người biết đến hơn và có cơ hội được lên danh sách phim ảnh nhiều hơn. A preliminary round of the 2013 Asia New Star Model Contest in Korea was held in Vietnam, and the competition was fierce with numerous contestants. The contest garnered much interest from top stars and press members because the models who will compete in the final round in Korea will be determined here. Nu Dao, the winner of the Model Star Award at the 2012 Asia Model Festival Awards, was also present. As soon as she arrived, reporters crowded around her for interviews and pictures. She posed like the top model she is in front of the photo wall. Dao also gave sincere advice to the junior models who were about to walk the runway. She also served as one of the judges at the event. It was the moment that everyone had all been waiting for, the 2013 Asia New Star Model Contest, Face of Vietnam, finally kicked off amid high anticipation. The contestants flaunted their amazing figures and walking techniques in front of the audience and the judges. These aspiring models had put in a lot of effort to get a chance to grace the runway in Korea, and they showed everything they've got to make sure that the years of hard work do not go to waste. They amazed the audience with their pro-like walking style. Following the female models,
The male models appeared in chic black suits. They drew people's attention with their perfectly proportionate bodies and shone on the runway. Following the walks down the runway, all the contestants stood on the stage to hear the judges announce the names of the winners. They all looked nervous, which wasn't all that surprising, and the winners who were to go on to the final round were named. Nói chung là em không thể tin được là mình được giải hay được bàn. Đầu tiên là em xin chào. Thật ra thì em rất là vui và rất là bất ngờ khi mà mình được vào cái vòng trong để được thi gương mặt trẻ của châu Á. Không biết gì hơn, em chỉ có thể biết là em sẽ cố gắng hết mình để có thể đạt được nhiều thành công và đem lại một cái thành tích rất là cao dành cho nước nhà. Em sẽ cố gắng. We wish the best of luck to the Vietnamese models who will represent their country at the 2013 Asia New Star Model Contest in Korea.